Xin chào các bạn, mình là Nghĩa Viettel. Các bạn ơi, sim của các bạn đã bao giờ gửi tin nhắn đến đầu số tổng đài, đầu số ngắn như 9123, 191, 195, vân vân mà không thành công không ạ? Thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn những cái trường hợp mà tương tự như sim của mình ở đây. Ví dụ mình gửi tin nhắn đến đầu số 9123 để đăng ký gói cước ST5K. Mình ấn gửi này. Cú pháp sẽ là ST5K, dấu cách 0981208208, gửi đến 9123. Đó, hệ thống báo có lỗi khi gửi tin nhắn, không thể gửi được. Vậy, ở đây, lỗi ở đây là gì? Chúng ta cùng đi tìm hiểu các bạn nhé. Các bạn vào mục cài đặt, chọn ứng dụng. Ở trên cùng, phía trên bên tay phải có dấu 3 chấm nằm dọc đó, các bạn bấm vào đây này. Chọn truy cập đặc biệt. Các bạn để ý ở giữa có dòng dùng dịch vụ tin nhắn SMS Premium. Các bạn bấm vào đây. Ở máy mình nó đang để mặc định là chế độ tin nhắn không bao giờ cho phép. Ok. Chúng ta tích vào đây nhé. Ở đây nó còn có các chế độ khác, đó là hỏi hoặc là luôn cho phép. Chúng ta cùng tìm hiểu cái tính năng ở dòng hỏi xem nhé. Ok, mình chọn hỏi này. Sau đó mình về gửi lại tin nhắn đến tổng đài đầu số ngắn 9123. Mình lặp lại cái cú pháp lúc nãy. ST5K, số cách 0981208208, gửi 9123. Ok, đã có sự khác biệt rồi các bạn. Hệ thống sẽ hỏi các bạn rằng điều này có thể gây ra các khoản phí đối với tài khoản di động của bạn. Nếu đồng ý thì ấn gửi nhé, còn không thì ấn hủy. Mình đồng ý đi, ấn gửi đi. Ok, vậy là đã gửi tin nhắn được thành công. Và bây giờ chỉ cần chờ hệ thống phản hồi về cái cú pháp đăng ký gói cước ST5K này thôi các bạn nhé. Để đăng ký các gói khác thì các bạn cũng có thể thử theo cái cú pháp tương tự này. Ví dụ các bạn đăng ký V120, các bạn soạn V120 dấu cách 0981208208 gửi 9123 các bạn nhé. Đó, tin nhắn hệ thống gửi về quý khách đã đăng ký thành công gói ST5K. Phí 5.000 một ngày, có 500MB data sử dụng đến 24 giờ. Lưu ý là gói cước này tự động gia hạn, vì thế nếu muốn chỉ dùng một lần thì các bạn phải ấn dùng cú pháp hủy gia hạn như trong clip trước mình hướng dẫn nhé. Ok, đó là chế độ hỏi. Còn chế độ luôn cho phép thì sao ạ? Chúng ta cùng ấn vào luôn cho phép nhé. Luôn cho phép. Cũng lại với đầu số 9123. Thì bây giờ các bạn soạn hủy ST5K. Gửi. Sẽ là một cú pháp gửi đến tổng đài khác nhé. Nhưng mà như các bạn thấy đó, mình vừa ấn tin nhắn là hệ thống đã phản hồi luôn, không phải qua một bước hỏi như lúc nãy nữa. Thì các bạn hình dung được rồi chưa? Ok. Vậy là mình vừa hướng dẫn xong các bạn cách để mà hủy cái chế độ chặn tin nhắn đến tổng đài, đến các số đầu số ngắn. Các bạn cần hỗ trợ về các dịch vụ nào khác của Viettel như lắp đặt Internet truyền hình, gia hạn cước đóng trước Internet truyền hình, đăng ký các gói khuyến mại trên sim đang dùng như V120, ST200, ST150K, vân vân, hay như bây giờ gói khuyến mại là V120Z, mỗi ngày có 4GB data. Thì các bạn có thể để lại comment bên dưới để mình hỗ trợ hoặc liên hệ trực tiếp với mình theo số điện thoại 0981208208. Tìm số điện thoại này cũng ra Facebook và Zalo của mình các bạn nhé. Ok, đây là trang YouTube của mình. Nếu thấy clip của mình hữu ích, làm ơn cho mình xin một lượt like, comment, đăng ký kênh hoặc chia sẻ các bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.